Xin chào ngày mới quý vị khán giả của Dự báo Thời tiết VTV. Ngày hôm nay sẽ là ngày bắt đầu kết thúc đợt rét đậm, rét hại kéo dài trong những ngày vừa qua. Nhiệt độ sẽ tăng lên trong khoảng từ 24 đến 26 độ C. Thế còn đêm và sáng sớm nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 23 đến 24 độ C. Trời thì nắng ráo và rất là đẹp, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi và làm việc ở ngoài trời. Tuy nhiên là quý vị cũng cần lưu ý là mang theo mũ hoặc là ô và áo chống nắng để bảo vệ cho sức khỏe cũng như là làn da và mắt của mình quý vị nhé. Chúc quý vị có một ngày làm việc an toàn và hiệu quả.